Sáng ngày 21 tháng 4, cùng với học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, sinh viên đại học trong toàn tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ phòng chống dịch COVID-19. Hơn 250 học sinh trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Lăng Chánh đã trở lại đi học. Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh được nhà trường đặt lên hàng đầu với một loạt các biện pháp chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Ngay ngày đầu học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ kéo dài do dịch COVID-19, ban giám hiệu và các giáo viên trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Lăng Chánh đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, siết chặt quản lý sĩ số học sinh trong từng tiết học, buổi học, đảm bảo đầy đủ lượng kiến thức cho học sinh. Không khí các tiết học diễn ra sôi nổi, học sinh bắt nhịp nhanh với nền nếp học tập, việc ổn định và dạy học sau thời gian tạm nghỉ được duy trì hiệu quả. Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Lăng Chánh hiện có hơn 250 học sinh. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi tới trường, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh học sinh theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, đo thân nhiệt trước khi đến trường, đồng thời khuyến cáo học sinh nếu có biểu hiện sốt hoặc ho và khó thở thì không đến trường. Tổ chức vệ sinh khử khuẩn lớp học. Dù đi học trở lại nhưng nhà trường tiếp tục tạm dừng những hoạt động tập thể, không tổ chức chào cờ tập trung, có cán bộ chuyên trách hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng chống dịch theo chỉ đạo, khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo vào tiết học đầu tiên của ngày 21 tháng 4. Đồng thời, trường học đều trang bị cho mỗi lớp học một lọ dung dịch sát khuẩn. Cô giáo Lê Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú Lăng Chánh cho biết, tuy dịch COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh đã được khống chế tương đối tốt, nhưng không thể lơ là chủ quan. Do vậy, xen kẽ vào các tiết học hoặc trong các bộ môn tự nhiên xã hội, ban giám hiệu nhà trường cũng yêu cầu giáo viên thường xuyên lồng ghép nhắc nhở học sinh cách phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang khi đến trường, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp học, không tụ tập đông người. Nhà trường sẽ cố gắng làm hết sức mình để tạo môi trường tốt nhất cho giáo viên và học sinh sớm ổn định tình hình, duy trì nền nếp dạy học tại đơn vị. Ngoài ra, nhà trường cũng quán triệt trong thời điểm này sẽ không tổ chức các hoạt động tập thể, tổ nhóm, hoạt động ngoại khóa. Chúng tôi đã cho giáo viên và học sinh tổng vệ sinh khuôn viên, sân trường, phòng học, lau chùi sạch sẽ và tiến hành đo thân nhiệt cho các em trước khi các em lên lớp và sau khi rời khỏi lớp học. Tuyên truyền cho các em thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là cồn sát khuẩn và đeo khẩu trang thường xuyên trừ những lúc mà các em ăn và lúc đi ngủ. Ngoài ra thì tuyên truyền cho các em không tập trung đông người mà giãn khoảng cách ra và nhà trường cũng không tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng như cái hoạt động chào cờ hoặc là sinh hoạt cuối tuần cho các cháu. Cộng với đó về cái công tác nuôi dưỡng chăm sóc các cháu thì nhà trường tích cực quan tâm chú trọng đến vấn đề giữ gìn cái vệ sinh nơi ở, khu ký túc xá sạch sẽ và cái chế độ dinh dưỡng ăn cho các cháu là đảm bảo được cái suất ăn cũng như là cái chất lượng để nâng cao cái sức khỏe, tăng cái sức đề kháng cho các cháu. Với sự chủ động tích cực của Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú Lăng Chánh, ngày đầu có hơn 250 học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19 đã diễn ra an toàn. Học sinh ổn định tư tưởng, yên tâm học tập, không phát sinh tình huống xấu, góp phần tạo động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.